Xin chào mọi người nha. Hôm nay là mình vay này. Đây, một chiếc máy cắt. Đây là Kubota DC60. Lúa hôm nay chỉ cần đã trúng mùa rồi. Có phải rồi. Đây, chiếc DC60. Phải rồi. Đó, phải rồi chứ. Trời ơi. Hết hồn mấy đều chứ. Làm hết hồn hết vía luôn. Trời ơi, bụi không. Không phải rồi. Hết hồn chèo chứ. Hết hồn phải rồi. Kubota DC60. Phải rồi. Trời ơi, nghe cái hơi luôn. Ê như cái máy bay luôn chứ. Trời ơi, cái hơi. Ê như cái máy bay luôn chứ. Xuống nè để coi cho quá dễ nè, quá dễ nha. Đây là chiếc này DC60 cắt đã trúng mùa lúa hả rồi. Ba con ngỗng nãy tụi nó kêu, trời ơi, làm hết hồn vía chứ. Trời ơi, nãy nằm hết hồn chứ. Rồi ok hơi. Ê như cái máy bay phải rồi. Ôi ơi, quá bụi. Thế tình. Trời ơi. Họ mới tèo chứ. Rồi hết hồn. Quá trời, làm hết hồn tèo chứ. Nó phải rồi. Đây chiếc cần quay dễ nè. Đây là chiếc máy DC60 nha.
đất khô gan cho nên đã bị nó cứng rồi. Đất khô gan chắc mới cứng rồi á, nó cứng nó sẹo luôn chứ. Hồi ở cái hơ luôn. Hồi luôn. Y như cái máy bay á, phải rồi. Quá chạy đạp ghê chứ. Trời ơi, em như cái máy bay phải rồi. Rồi cái hơi hết hồn mới chạy rồi chứ. Còn cái này mà chị là chú ruộng, ruộng phải rồi. Hết hồn thì rồi chứ. Rồi luôn.